Thưa quý vị khán giả, trong các chi tiêu mua sắm hàng ngày, nhu cầu dùng tiền mặt là rất lớn. Chính vì vậy, các tờ tiền có thể bị hư hỏng do quá trình trao đổi, có thể bị rách, bị nhào nát, khiến cho tờ tiền không còn giá trị, không thể thực hiện thanh toán. Vậy tiền bị rách có đổi được không? Nhưng đổi ở đâu? Phí đổi tiền bao nhiêu? Tất cả những thắc mắc này sẽ được thông tin đến quý vị khán giả ngay sau đây. Ngân hàng Nhà nước đưa ra quy định đổi tiền rách áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng. Theo thông tư 25 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi, khách hàng có thể đổi tiền rách trong các trường hợp sau: tiền rách nát, hư hỏng trong quá trình lưu thông, tiền giấy bị mờ nhạt, thay đổi màu sắc, hoa văn, chữ số, nhào nát, tiền kim loại bị ăn mòn, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn, tiền bị lỗi kỹ thuật trong quá trình in đúc của nhà sản xuất, tiền rách, hư hỏng trong thời gian bảo quản, tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi cố ý, tiền bị thủng lỗ, rách một phần, cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nhiệt độ cao. Phần còn lại trên 60% diện tích tờ tiền cùng loại, nếu được can dán lại phải có diện tích tối thiểu 90% so với tờ tiền cùng loại. Bên cạnh đó, cần đảm bảo nguyên bố cục mặt trước, mặt sau, bên trên, dưới, trái, phải. Trường hợp biến dạng to nhỏ do cháy, diện tích tối thiểu bằng 30% so với tờ tiền cùng loại. Ngoài những quy định trên, khách hàng cần đảm bảo tiền rách phải đáp ứng hai yếu tố an toàn trong các yếu tố sau: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang hàng số, series, dây bảo hiểm, yếu tố Iroodin, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tư 25 năm 2013 trên TT-NHNN đã bãi bỏ quy định về thu phí 4% khi đổi tiền trước đây tại quyết định 24 năm 2008 trên QĐ-NHNN. Từ ngày 20 tháng 1 năm 2014, việc đổi tiền rách, nát, hư hỏng sẽ không mất phí. Hãy tới chi nhánh ngân hàng gần nhất để thực hiện giao dịch quy đổi tiền hoàn toàn miễn phí nhé!